dội năm châu, chấn động địa cầu. Eo ơi, tí lúc nào cũng đánh với đấm. Đâu, tớ đang nghiên cứu trận chiến hào hùng của lịch sử Việt Nam đấy. Là trận Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng chứ gì. Tớ đang nói đến trận Điện Biên Phủ cơ. Chiến thắng mà nước Pháp phải kinh ngạc ấy. Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, chiến sĩ anh hùng, đầu nung lửa sắt, 56 ngày đêm, quét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt. Wow, Chip làm thơ hay thế. Không, đây là bài thơ của Tố Hữu, nói về chiến sĩ Điện Biên. Tỉnh này còn có cực Tây của Tổ quốc là A Pa Trải, nơi giáp danh của ba nước Việt Nam, Lào và Trung Quốc. Điện Biên thật là đặc biệt, tiếp nhường tớ cắm cờ nhá. Vậy hôm nay nhường Chip cắm cờ đấy. Yeah, cảm ơn Tít nhé. Xong rồi, chúng mình vào lớp thôi. Xin chào các em. Chúng em chào cô ạ. Sáng hôm nay Tít ăn bún chả phải không? Sao cô biết ạ? Cái gì mà cô chẳng biết? Bún chả có ngon không? Bún chả ngon ạ. Thế là bún chả ngon hay không ngon hả Tít? Thì bún chả ngon. Ý của Chip muốn hỏi em là bún chả ăn có ngon không? Em trả lời là bún chả ngon mà. Vậy là món bún rất ngon đúng không? Đúng vậy ạ. Lần sau cậu phải nói rõ hơn là bún chả rất ngon, chứ đừng nói bún chả ngon, tớ tưởng bún không ngon. Ơ kìa, tớ nói thế suốt mà. Chả ở đây có hai nghĩa. Các em có thể hiểu là chả chỉ miếng chả được làm từ thịt. Còn nghĩa thứ hai là từ phủ định, có nghĩa tương đương với không. Chả thích, chả biết. Đây là chơi chữ đồng âm. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chơi chữ đồng âm này nhé. Vâng ạ. Trước khi vào bài mới, cô mới Tít nhắc lại cho cô từ đồng âm là gì. Thưa cô, từ đồng âm là những từ phát âm giống nhau nhưng khác nhau về nghĩa. Cảm ơn Tít. Chơi chữ đồng âm là cách sử dụng từ có âm giống nhau để tạo ra sự thú vị, những hàm ý, ẩn ý trong cách hiểu của người nghe. Ví dụ như, một nghề cho chín còn hơn chín nghề. À, em biết rồi, câu này có hai từ chín đồng âm với nhau. Từ chín đầu tiên có nghĩa là chín chắn, thành thạo. Còn từ chín thứ hai là số chín. Các em giỏi lắm, đó chính là chơi chữ đồng âm. Wow, thú vị quá. Cô có ví dụ tiếp theo. Con ngựa đá, đá con ngựa đá. Tít hãy tìm xem từ đá nào đồng âm với nhau. Thưa cô, từ đá 1 và 3 đồng âm với từ đá 2 ạ. Rất chính xác. Từ đá 1 và từ đá 3 được hiểu là con ngựa làm bằng đá. Còn từ đá thứ 2 là hoạt động đá chân, nên chúng đồng âm với nhau. Đây cũng chính là việc dùng từ đồng âm để chơi chữ. Cô có câu tiếp theo. Ruồi đậu mâm xôi đậu. Chip hãy giải thích nghĩa của hai từ đậu này cho cô. Em thưa cô, từ đậu đầu tiên là hạt đậu đậu. Từ đậu thứ hai là tên một loại hạt hay dùng để nấu xôi ạ. Đúng rồi, đây cũng là một câu đồng âm rất thú vị. Bạn nào có thể tìm cho cô những câu tương tự không? Em tìm được câu kiến bò đĩa thịt bò. Còn em có câu bác bác trứng, tôi vôi. Rất chính xác. Các em chú ý lên bảng, cô có thêm câu hổ mang bò lên núi. Các em hiểu câu này như thế nào? Con hổ mang con bò lên núi phải không ạ? Tớ tưởng là con rắn hổ mang đang bò lên núi chứ nhỉ? Cả hai bạn đều hiểu đúng rồi. Có thể hiểu là rắn hổ mang, cũng có thể hiểu là con hổ đang mang vác con bò. Câu này tương tự như câu bún chả ngon, cũng có hai cách hiểu khác nhau. Đây là một câu chơi chữ đồng âm rất thú vị phải không nào? Đúng ạ, em vừa nghĩ ra câu chị Xuân đi chợ đầu hè. Đố chị biết đồng âm ở đâu đấy? Ha ha, dễ ợt. Câu này Xuân có thể hiểu Xuân là Tết, cũng có thể hiểu là mùa xuân. Khá đấy. Vậy còn chữ hè? Hè có thể hiểu là hè phố, lề phố. Hè cũng có thể hiểu là mùa hè. Tôi nói đúng chứ hả Tít? Hoan hô cả hai bạn. Bây giờ là nhiệm vụ đặc biệt dành cho hai bạn đây. Vâng ạ. Mỗi bạn hãy làm một bộ sưu tập những câu chơi chữ đồng âm nhé. Bạn nào tìm được nhiều câu hơn, cô sẽ thưởng. Vâng ạ. Chơi chữ đồng âm thú vị thật đấy.
Ngày xưa, ông cha ta còn dùng để hát đố nhau nữa đấy. Tớ đố chip nhé. 100 thứ dầu, dầu chi là dầu không thắp. 100 thứ bắp, bắp chi là bắp không rang. 100 thứ than, than chi là than không quạt. 100 thứ bạc, bạc chi mà chẳng ai mua. Nghe tớ đối lại đây. 100 thứ dầu, dầu xoa không ai thắp. 100 thứ bắp, bắp chuối thì chẳng ai rang. 100 thứ than, than thân là không ai quạt. 100 thứ bạc, bạc tình bán chẳng ai mua. Wow, chúng...